What's up, everyone? Welcome back. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại channel của mình. Và hôm nay mình tiếp tục series Redball Gun in Redball 4. Now, let's go. Mình tiếp tục series bản mod của Redball Gun này. Nào. Cái màn đầu stage 4 này chơi khá là dễ. Chưa gặp chướng ngại vật thì phức tạp cả. Nào. À mình quên mất. Quên chưa thay mấy con zombie kia thành boss này. Nghĩ con zombie kia nhìn không sợ lắm. Trời ơi, chết. Nào, đây mình sẽ bay sang phía bên kia. Và ở đây có gì nào? Cố gắng ăn nốt như sao trời này. Khả năng, rồi, và kết thúc cái level này ở đây. Chúng ta sang level 48. Rồi. Ôi, vừa sang vừa kịp. Vừa kịp cầu này luôn. Ôi giời ơi. Chơi khá là khó. Mình người nào cũng chơi cũng chết. Rồi, cuối cùng thì mình qua được rồi. Cẩn thận một chút là có thể qua dễ dàng thôi. Nhìn nhiều đoạn rơi. Và mình vừa kết thúc cái level này. Ta tiếp tục sang level 49. Mình nhớ không nhầm là mình sẽ phải tắt một cái công tắc cho cái laser này dừng lại. Không có con lợn kia. Mình đứng vị trí này. Dập chết nó. Rồi. Không nhớ công tắc ở đâu. À kia. Rồi, dừng rồi. Và mình sẽ quay lại để ăn mấy con sao này. Ăn cờ với vị trí và chúng ta tiếp tục. Chúng ta sẽ mình sẽ phải nhớ. Và bây giờ thì mình sẽ phải rồi nhảy cái cầu trên ba cái cầu rồi. Mình có thể xếp mình đến đúng vị trí. Cái bot kia ngồi chém trệ kìa và không để cho nó ngồi chém trệ thế được. Chết rồi. Nhảy nốt lên vị trí kia, mình kết thúc cái level này. Chúng ta sẽ sang level 50. Chúng ta sang level 50. Gì này? Vừa vào phát lại. Một phần nữa. Cùng hai con này chỉ bắn được hai phát là tự nổ, khá là phí. Mình một cốt thì mình tròn bắn mình chán thôi. Mình quay lại vị trí này thôi. Trên này có một con nữa, mình lừa nó một chốt. Rồi, nó tự nổ rồi. Mình nhớ không nhầm thì bây giờ thì phải ăn cái đồng hồ này trong khoảng 5 giây thì vậy. Thật nhanh. Không kịp, đau chứ. Mình có 5 giây, thật nhanh. Rồi, kịp rồi. À,
tiếp tục level 53 đi bạn. Ô, đây, đây. Ô, thường nhảy lên trên này là có về được luôn không? Không được. Ăn đủ sao thì mình cho về. Ta tiếp tục đi sưu tập sao?